tiểu thơ. Tiểu thơ, trong tình huống này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe chua chát quá. Công tử còn dân. Tiểu thơ, mà làm sao tôi dám dần trước tấm chân tình mà tiểu thơ đã dành sẵn cho một kẻ đã xa cơ. Đã trải thân lưu lạc chốn phong trần, trong cuộc đời giá trá bạc đen, vinh dục qua đau lòng. Tôi giờ còn có tiểu thơ là một khách tri ân, cứ xử tâm chân tình đèn khuya.
đầu cho đủ sáng học kinh thi. Miền đọc sách gian gian tay đưa đập tuổi em đang dệt cho rồi chi đâu kịp buổi lai kinh. Đường lai kinh xa biết ngàn gió chạm mắt vào cho lúc giao lòng kỳ giống chàng nói xin nại như áo lụa nghèo phải thay bằng áo gấm chàng quỳnh nga. Giật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc rừng rực lửa yêu đương ta nguyện cùng ai thề dẹn giữ chữ chung tình. Nàng sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình tay ôm áo vào trong ngực mộng hơi ấm lên từng sợi tóc chân ta giữ bên mình manh áo lụa ta nhớ hoài thời lưu lạc ở nơi đây tuốt tháng trầm trời đất cùng la lai trong nỗi đắng cay có điều gì ngọt hương nồng. Đừng năng quán ân thời vì ngộ đối với cha già Quỳnh Nga không sự bất nghĩa của cha em ví như ngọn đồi hèn mòn còn tình em thì cao dời dời như ngọn Thái Sơn cay đắng ngày nào không còn nữa trước tấm tình cao cả của Quỳnh Nga chịu cơ hàng để giữ gìn sắc son em xứng đáng trải danh liệt phù đời giàu có cực mà quá nhiều hạnh phúc biết nói gì đây trong tình ý ở trần buổi tiếng đưa sau quá nhiều bình định xúc động nào làm cho lệ rưng rưng kể từ đây cho đến ngày nhắm mắt lời đã trao ta xin giữ vẹn hương thề em nguyện kết cửa phòng tiếng đàn về giới khuê trung vòng tay từ ta nghĩa sâu ân tình.